Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa có báo cáo nhanh về sự cố sập trôi cầu Phong Châu. Báo cáo cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước lũ trên sông Thao, sông Hồng lên rất cao, tại Ấm Thượng đạt cộng 27,25m, trên báo động 3, 1,25m, do nước sông lên cao, chảy xiết. Vào khoảng 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9 năm 2024, cầu Phong Châu tại km 18+300 quốc lộ 32C kết nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bị sập, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính gồm nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo huy động các lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, y tế, nhân dân địa phương triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để cứu người, ứng phó, khắc phục sự cố. Sơ bộ xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 8 phương tiện gặp nạn, trong đó có 1 xe tải, 1 xe con, 5 xe máy, 1 xe đạp điện, đã cứu, đưa 5 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Do nước lũ dâng cao, chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, chưa xác định cụ thể về số người bị mất tích. Tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Quân khu 2 và các lực lượng chức năng tích cực, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và các biện pháp cần thiết để tìm kiếm người mất tích, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.